tháng 6 năm 2021, dịch bệnh COVID-19 bùng phát dữ dội tại tỉnh Kiên Giang. Đến điểm là vào tháng 8, hàng trăm chốt gác được lập ra, hàng ngàn cuộc xét nghiệm trên diện rộng, hàng trăm ngàn người bị cách ly tập trung, mọi hoạt động kinh doanh, mưu sinh bị cưỡng chế, bà con lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Hiểu được điều đó, bếp ăn không đồng của cô xã Hoàng và Úc Hiền ra đời, phục vụ hàng ngàn suất ăn cho các chốt gác, các khu phong tỏa, các tuyến đầu phục vụ miễn phí cho bà con. Bên cạnh đó là những phần quà gồm những thực phẩm thiết yếu như gạo, mì, sữa, gia vị cũng kịp thời gửi đến cho bà con trên toàn địa bàn thành phố Rạch Giá. Và người đàn ông hy sinh thầm lặng đứng sau những suất ăn, những phần quà đó không ai khác là anh Sơn, mà chúng tôi thân thương gọi bằng cái tên chiều mến là cậu Tư. Mặc dù đã định cư ở nước ngoài rất lâu, nhưng cậu Tư luôn hướng về quê nhà để kịp thời tài trợ và giúp đỡ cho bà con khi khó khăn. Những cuộc gọi về Việt Nam thăm hỏi, động viên bằng những lời lẽ thân thương, tụi con cứ làm đi, làm tất cả để giúp bà con mình bớt khổ đi, cậu sẽ tài trợ. Giờ đây, khi quê nhà đã kiềm chế được dịch bệnh, khi bà con đã trở lại và thích nghi với cuộc sống mới, thay mặt bà con xin chân thành cảm ơn cậu Tư cùng những người bạn, những người anh em của cậu đã cùng gieo duyên góp chút tấm lòng để hướng về bà con Kiên Giang nói chung và bà con Rạch Giá nói riêng. Việc làm của cậu cùng những người bạn, những người anh em của mình không chỉ hy sinh vì đồng bào ruột thịt, mà còn cho chúng ta thấy rằng lá lành đùm lá rách là truyền thống tốt đẹp bao đời mà người xưa đã truyền dạy. Xin được cảm ơn và tri ân tất cả mọi người.